Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi tối ngày hôm nay thì Túc tiếp tục cập nhật cho mọi người về cái dự án LotPay. Thì như hôm qua mình có đăng cái bài tweet trên group của mình thông báo cho mọi người con quả kèo LotPay này, thì nó có một cái bài khá là thú vị mình muốn cập nhật cho mọi người, cũng như là ở cái video này mình hướng dẫn tất cả người mới cũng như người cũ chúng ta khai thác cũng như là chúng ta nhận nhiều nhất có thể cái đồng boy lót bay này. Về cái dự án này thì họ đã thông báo rằng chúng tôi sẽ sớm tung ra một cái những một trong những đợt airdrop lớn nhất từ trước đến nay trên mạng Solana, hãy xếp chồng nhau. Thì mới qua tweet thôi thì cái dự án cũng như cái quả kèo DeFi này, lót bay này thì nó cũng chuẩn bị airdrop đợt 1 cho mọi người rồi, nên là anh em cố gắng tham gia, hoặc anh em nào chưa tham gia thì anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta cùng nhau tham gia đào cái băng thông dư thừa của mạng wifi của mọi người, hay là 4G 5G đấy, DeFi đấy đấy. Thì mình muốn cập nhật cho mọi người đầu tiên là nó sẽ có một đợt airdrop lớn nhất trên cái nền tảng Solana nha mọi người nha. Rồi thứ hai nữa thì mình hướng dẫn mọi người cũng như người mới chúng ta kiếm nhiều nhất cái đồng cái boy LotPay này để chúng ta nhận airdrop nhiều, thì hầu nôm na như thế nha. Rồi trước tiên thì nó có 2 đến 3 mục cơ. Đây như mọi người có thể thấy mình đang x2 đây. Đó, thì để làm sao mà được x2 thì chúng ta kích ở phần nhiệm vụ này. Đó, cái phần nhiệm vụ này. Trước tiên thì cái nhiệm vụ thì anh em nào mà có điều kiện thì anh em có thể là đi tuyển red, hay là có thời gian đấy đi tuyển red các thứ đấy, và cờ làm hàng ngày, cờ làm gọi là cái chuỗi trên app ấy, hàng ngày. Hôm qua mình có video hướng dẫn mọi người rồi, chúng ta tải app về là có chuỗi, chúng ta cờ làm cứ 1 tiếng chúng ta cờ làm 1 lần, và chúng ta để 8 tiếng chúng ta cờ làm cũng vô tư. Nói chung là kèo này là kèo như thế nha, đấy, không phải mất thời gian của mọi người. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày. Đấy, điểm danh hàng ngày, ví dụ như điểm danh các ngày này, ngày càng nhiều thì cái phần thưởng con bốc tiếp theo thì nó càng lớn. Ví dụ như chúng ta điểm danh liên tục 28 ngày thì chúng ta sẽ nhận được 1.000 cái đồng LotPay này nha, và 7 ngày thì 400, và 14 ngày được 600, cứ vậy nâng lên nha. Đó, điểm danh khác và các lệnh nhận phần thưởng check in hàng ngày khác nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống này, chúng ta có thể thấy là đây. Cái nhiệm vụ, tất cả các nhiệm vụ thì chúng ta phải hoàn thành nha. Cái lối Twitter hay là Discord hay là Gmail của mọi người, khi mà hoàn thành xong thì nó sẽ hiện tích xanh như vậy. Còn cái nhiệm vụ quan trọng nhất là cái nhiệm vụ trả lời câu hỏi kiến thức này. Thì chúng ta kích phần trả lời này, nó hỏi tên mọi người cũng như là giới tính nam hay là nghề nghiệp có thứ đấy. Chúng ta thì làm bỏ ra tầm 30 giây đây, chúng ta làm và chúng ta kích phần yêu cầu và nó xác minh là chúng ta nhận 100 cái đồng LotPay nha. Ở cái phần này này, đó, mình cũng vừa làm rồi nhưng mà mình quên, không có video cho mọi người này. Rồi thứ hai nữa là điều kiện mà nhận airdrop ấy, chúng ta kích phần huy chương cho mình nè. Đó, thì để mà nhận điều kiện airdrop ấy thì nó có 3 cái điều kiện chính này. Và để tăng cái tốc độ khai thác ấy, tăng cái tốc độ nhận cái lot đồng boy lot bay ấy, nhiều ấy, thì trước tiên thì cái điều kiện này là điều kiện chúng ta đi tuyển red này, tối đa là 10 người. 10 người thì để chúng ta nhận được cái tốc độ khai thác và 100 cái đồng lot bay này, chúng ta nhận được số lượng khai thác ấy, tức là gấp đôi đấy. Đây, nhiệm vụ này mình hoàn thành rồi nha, thì nhận huy chương ấy, gọi là mình gọi là cái NFT đây. Đây, như 2 cái NFT này mình nhận được rồi. Như của mọi người là cái NFT này là bắt buộc nha. NFT là bằng chứng của nhân tính này, tức là NFT này là nó đã có thông báo là bắt buộc các anh em phải làm này. Và là cái NFT là tham gia cái stake của nó đấy, trang mạng xã hội Twitter các thứ của nó để chúng ta nhận được cái NFT này nha. Còn cái nhà cung cấp băng thông này thì chúng ta phải mời 10 người nha. Nó là như thế. Rồi thứ ba nữa là mình muốn kiếm cái NFT này. Đó, cái NFT này thì chúng ta vút sang này. Là muốn kiếm gọi là cái huy chương huy hiệu của cái trình duyệt Harin này, cái trình duyệt giống như là kiểu sơ sơ ấy. Chúng ta sẽ để chúng ta nhận cái đồng LotPay, và cũng như là chúng ta tăng cái tốc độ nhận cái đồng LotPay 1,3 lần. Rồi chúng ta kích vào cho mình này. Đấy, như mình chưa hoàn thành nhá, kích vào này. Rồi thì để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ này thì
Chúng ta để mở khóa phần thưởng này, chúng ta cần tải là cái trình duyệt Hero nha. Đây chúng ta thoát ra ngoài tí, mình hướng dẫn anh em chi tiết. Rồi, cái huy chương này. Đây, chúng ta kéo xuống này. Đây, để huy hiệu này này, người trình duyệt người hỗ trợ trình duyệt Hero này, chúng ta kích vào cho mình này. Đó. Thì để mở khóa được thì chúng ta cần tải ứng dụng trình duyệt Hero. Nó là một cái trình duyệt kỳ luật sư giống y hệt như vậy thôi. Hero này. Chúng ta kích phần cài đặt này, tạo tài khoản này bằng cùng địa chỉ Gmail sử dụng đó bay này, tức là chúng ta tạo một cái tải cái trình duyệt Hero và chúng ta sẽ là tạo cái tài khoản cùng với cái Gmail mà chúng ta đã đăng ký cái con lót bay đấy. Và sử dụng trình duyệt này trong vòng 14 ngày sau khi chiến dịch kết thúc và nó xác minh tham gia của bạn, và bạn sẽ nhận được huy chương, hiểu luôn là như thế nhá. Chúng ta kích phần tải xuống cho mình này, tải Hero xuống. Nó đơn giản thôi mọi người nhá. Rồi trong đó chúng ta kích phần tải xuống cho mình này, tải Hero này. Rồi nó sẽ chuyển hướng giao diện của Google Play này, chúng ta kích phần cài đặt cho mình này. Rồi. Rồi khi cài đặt xong chúng ta mở lên này, chúng ta kích cái phần là không phải bây giờ này. Rồi kích phần tiếp tục cho mình này. Rồi. Kích vào màn hình này. À, nó giao diện giống giao diện QG Browser thôi, chúng ta cũng tìm kiếm dịch giết các thứ thôi, nói chung là không có gì là nói chung là nó như một cái trình duyệt QG thôi. Rồi chúng ta kích cái phần là góc phải trên mình cho mình này. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta kích cái phần là bật thêm, kích phần thêm tài khoản cho mình này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là đăng ký đăng nhập bằng cái tài khoản đấy, đăng nhập bằng cái tài khoản mà đã đăng ký con lót bay đó, đăng nhập vào cho mình, hoặc chúng ta có thể là tạo tài khoản này. Đương nhiên thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mình đã đăng ký với con lót bay này cho nó trùng nhau để chúng ta nhận cái số lượng khai thác và cái số boy lót bay nha. Rồi khi chúng ta đăng nhập thành công cái trình duyệt Hero Browser đấy thì chúng ta chờ 14 ngày, chúng ta vào đây chúng ta kích vào mục Claim, cái mục Claim sẽ sáng lên, Claim huy chương này. À, chúng ta tự động nó tăng tốc độ khai thác cũng như là cái số cái điểm boy lót bay chúng ta kiếm được nha, mình cứ tới anh em. Trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì có thể là comment dưới mình hỗ trợ tất cả mọi người nha. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn gặp.